Man United đón tân binh 55 triệu bảng. Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag. Huấn luyện viên Tuchel chia tay Bayern Munich. Man United đón tân binh 55 triệu bảng. Trả lời phỏng vấn với Liverpool Echo, hậu vệ Simus Coleman thừa nhận Everton sẽ không thể giữ chân trung vệ Jarrad Brentwhite trong tương lai. Brentwhite hiện được đánh giá như một trong những trung vệ trẻ đầy tiềm năng nhất Premier League thời điểm hiện tại. Sau một mùa giải được chui rèn tại PSV Eindhoven, ngôi sao người Anh quay lại và trở thành trụ cột không thể thay thế ở Everton. Chiến dịch 2023-24, cầu thủ sinh năm 2002 ra sân tổng cộng 38 trận trên mọi đấu trường cho nửa xanh vùng Merseyside, ghi được 3 bàn thắng, trong đó có pha lập công vào lưới Liverpool, góp công lớn giúp Everton có lần đầu tiên đánh bại đại kình địch cùng thành phố trên sân nhà Goodison Park kể từ năm 2010. Một trong những đội bóng bày tỏ khao khát muốn chiêu mộ Brentwhite nhất là Manchester United. Quỷ đỏ dự kiến sẽ có cuộc thanh lọc quy mô lớn ở kỳ chuyển nhượng hè tới, đặc biệt là vị trí trung vệ bởi hàng loạt những cái tên đang đảm nhiệm vai trò này tại sân Old Trafford nhiều khả năng sẽ rời đi. Và mới đây, đồng đội của Brentwhite, Coleman đã đem đến tin vui cho Man United khi cho rằng Everton khó có thể giữ chân trung vệ 21 tuổi trong bối cảnh nhiều câu lạc bộ lớn theo đuổi. Brentwhite sở hữu đẳng cấp cao. Nếu bạn theo dõi các trận đấu của cậu ấy hàng tuần, cậu ấy thật không thể tin được. Cậu ấy đã phát triển vượt bậc mùa này. Brentwhite có một tương lai sáng lạn ở phía trước, Coleman nói trên Liverpool Echo. Nhưng tôi phải thừa nhận có nhiều đội bóng lớn đang quan tâm đến cậu ấy và rất khó để Brentwhite chối từ. Truyền thông của Anh thời gian qua dự đoán đội chủ sân Goodison Park nhiều khả năng sẽ phải bán một số trụ cột quan trọng hè tới nhằm tránh những rắc rối liên quan đến quy tắc lợi nhuận và bền vững của Premier League, viết tắt là PSR. Brentwhite có thể nằm trong danh sách thanh lý với mức phí yêu cầu rơi vào khoảng 55 triệu bảng. Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag. Chiến lược gia người Hà Lan chỉ còn lại duy nhất một cơ hội để cứu vãn chiếc ghế của mình. Manchester United đã kết thúc mùa giải năm nay bằng một chiến thắng trước Brighton ngay trên sân khách, nhưng kết quả này cũng không thể che đậy cho chuỗi thành tích thảm hại của thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, đội chủ sân Old Trafford cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc và đây cũng là vị trí thấp nhất của Quỷ đỏ trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Anh kể từ mùa bóng 1988-1989. Không thể phủ nhận rằng Man United đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn trong suốt mùa giải năm nay, đặc biệt là những chấn thương liên biên đến từ các cầu thủ chủ chốt và đồng thời nhiều trụ cột cũng không còn duy trì được phong độ ấn tượng như mùa trước. Dù vậy, hiển nhiên là Ten Hag vẫn không thể tránh khỏi trách nhiệm. Và có thể nói, chiến lược gia người Hà Lan chỉ còn lại duy nhất một cơ hội để cứu vãn chiếc ghế nóng của mình ở Old Trafford. Cuối tuần này, sân Wembley sẽ chứng kiến trận derby Manchester thứ 3 trong mùa giải năm nay, khi Man United chạm trán người hàng xóm Manchester City của mình tại chung kết FA Cup. Nếu xét về những màn trình diễn gần đây và phong độ của hai đội, rõ ràng cơ hội để Quỷ đỏ giành chiến thắng trong trận đấu này gần như là con số 0. Tuy nhiên, nếu họ không thể làm nên kỳ tích, thì không loại trừ khả năng một chát sa thải sẽ được trao đến tay Ten Hag. Như đã đề cập, Man United vừa trải qua một mùa giải vô cùng thảm hại, đến mức họ không thể giành được tấm vé tham dự đấu trường châu Âu thông qua Premier League. Hy vọng cuối cùng đối với Quỷ đỏ hiện đang nằm ở trận chung kết FA Cup, bởi nếu thắng trận, họ sẽ đủ điều kiện góp mặt tại Europa League mùa tới. Hiển nhiên, bên cạnh tấm vé thông hành để tham dự cúp châu Âu, trận đấu sắp tới còn là dịp để Man United lấy lại lòng tin từ người hâm mộ sau hàng loạt thảm họa trong mùa này. Đối với Ten Hag, không chỉ người hâm mộ, trận chung kết FA Cup còn là cơ hội để ông lấy lại niềm tin của ban lãnh đạo. Truyền thông Anh khẳng định tương lai của vị tuyển trưởng người Hà Lan sẽ được Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự đánh giá lại vào cuối mùa. Thế nên, trận derby sắp tới cũng là cơ hội cuối cùng để Ten Hag ghi điểm với giới thượng tầng. Từ thời điểm tập đoàn Ineos tiếp quản Man United cho đến nay, dễ dàng khẳng định những gì Ten Hag đã thể hiện sẽ được liệt kê vào mục tiêu cực nhiều hơn tích cực. Thực chất, việc các câu lạc bộ thay tướng sau khi có chủ mới là một động thái hết sức bình thường. Nên về cơ bản thì Ten Hag đã rơi vào nguy hiểm sau khi Ineos xuất hiện. Thế nên, chứng kiến Man United liên tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục tệ hại thì rõ ràng là tương lai của ông lại càng trở nên mờ mịt hơn trước. Điều đáng nói, nếu sa thải Ten Hag vào lúc này, Man United sẽ có hàng loạt phương án chất lượng để thay thế như huấn luyện viên Thomas Tuchel, huấn luyện viên Marc Allegri hay huấn luyện viên Zinedine Zidane. Xét đến tình hình hiện tại, nếu không thể giúp Quỷ đỏ nâng cao trước vô địch FA Cup, có lẽ Ten Hag cũng nên dọn sẵn hành lý và chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình. Huấn luyện viên Tuchel chia tay Bayern Munich. Các cựu binh của Bayern Munich, Manuel Neuer và Thomas Müller đã lên tiếng bác bỏ những cáo buộc việc họ cố gắng thuyết phục huấn luyện viên Thomas Tuchel ở lại đội bóng nước Đức. Huấn luyện viên Tuchel gia nhập Bayern vào năm 2023 đã rời khỏi huồng xám nước Đức ngay sau khi Bundesliga kết thúc. Bayern Munich vừa trải qua một mùa đầy biến động dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Chelsea, ông Thomas Tuchel, người Đức. Đội bóng lớn đã mất chức vô địch Bundesliga sau 11 năm liên tiếp đăng quang và bị Real Madrid loại ở bán kết Champions League. Sau những thất bại này, Bayern Munich thông báo huấn luyện viên Tuchel sẽ rời khỏi chiếc ghế nóng vào mùa hè. Thế nhưng không hiểu sao báo chí châu Âu nhiều lần đưa tin gã khổng lồ nước Đức cố gắng giữ Tuchel lại thêm một mùa bóng nữa.
sau khi bên Munich từ chối các ứng viên tiềm năng như Xabi Alonso, Julian Nagelsmann và Ralf Rangnick. Thêm vào đó, Sky Sports còn tiết lộ một số cầu thủ trụ cột bao gồm Thomas Müller, Neuer, Harry Kane, Leroy Sane, nỗ lực thuyết phục Tuchel xem xét lại quyết định ra đi. Đáp lại các nguồn tin này, Neuer và Müller đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn sự tham gia của mình. Nói chuyện với Bill, sau trận đấu cuối cùng của Bayern trong mùa giải, thất bại bất ngờ 2-4 trước Hoffenheim khiến đội bóng xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga, thủ thành Neuer đã nêu rõ quan điểm: "Không, chúng tôi không nói như vậy. Tin đồn mọi chuyện luôn được bàn tán hàng ngày. Các nguồn tin của báo chí hoàn toàn sai sự thật. Thomas Müller và tôi không đến gặp huấn luyện viên Tuchel, dù chúng tôi rất hài lòng với cách ông ấy làm việc với câu lạc bộ. Tôi cũng nghĩ rằng Tuchel có thể tiếp tục, nhưng đó không phải là điều nằm trong tay chúng tôi để nói về Thomas Tuchel và đội ngũ huấn luyện của ông ấy. Tất cả những gì tôi có thể nói là Tuchel cũng ban huấn luyện đã dốc hết sức lực để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các trận đấu." Thomas Müller cũng đồng tình với những ý kiến này của đồng đội và khẳng định anh không nói gì đến việc gây ảnh hưởng tới quyết định của câu lạc bộ. "Tôi không xác nhận rằng tôi có mặt hay nói gì với ban lãnh đạo bên Munich khi đề cập đến việc vừa rời khỏi vị trí huấn luyện viên." Ông Thomas Tuchel cũng đã giải thích về quyết định không gia hạn hợp đồng của mình. "Đây là chuyện cá nhân của Tuchel, chúng tôi không có thẩm quyền can thiệp." Nói chuyện với Sky Germany, huấn luyện viên Tuchel giải thích: "Quyết định của tôi không gia hạn hợp đồng, mọi người đều biết. Tôi đã nói hết như mọi thứ nhưng không có thỏa thuận nào được đưa ra. Lý do không gia hạn, điều đó vẫn nằm trong vòng bí mật. Tôi không muốn người ta bàn luận về quyết định của cá nhân tôi." Cuối cùng, thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer nhấn mạnh đến bầu không khí tích cực ở trong đội mùa giải tới và niềm tin của anh về chiến lược gia Tuchel. "Tôi nghĩ chúng tôi đang có năng lượng tốt và Bayern sẽ duy trì điều đó trong mùa giải mới. Huấn luyện viên Tuchel là một nhà cầm quân giỏi. Cơ bản là quyết định chia tay đã được đưa ra bởi câu lạc bộ và đội ngũ huấn luyện của Tuchel.